để học và ôn lại cái hạnh nguyện, cái tinh thần hiếu đạo của Đức Bổn Sư đã dạy. Sau nữa là chúng con xin thực hành lời dạy của Đức Bổn Sư xuyên qua sự dẫn giảng của Chư Tăng. Nhân đây chúng con trước không khí hoan hỷ và thấm tình đạo vị sư đồ đang có nơi đây, thì chúng con xin phép được thay mặt cho quý Phật tử xin có đôi lời chúc an đến Chư Tôn. Chúng con xin chúc cho Chư Tôn luôn luôn được pháp thể kinh an, sông nghiêm phước trí, quả vị viên thành. Đồng thời thay mặt Chư Tôn, chúng tôi xin phép được kính chúc cho quý Phật tử đã vân tập về đây luôn luôn được thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, sở cầu như ý nguyện. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và xin chúc cho pháp hội ngày hôm nay được hoan hỷ thống tình đạo vị và viên mãn hoàn toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con cũng xin cảm ơn quý thầy và quý Phật tử đã bỏ công ra rất là nhiều. Quý vị thấy kìa, những cái gian hàng cực kỳ là dễ thương và rất là quê và rất là đẹp. Cho nên quý Phật tử hãy đi một lượt để vừa chụp hình mà vừa để mà ủng hộ cho những cái gian hàng, cái mái nhà bằng tre cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị có thấy có đẹp không ạ? Đẹp, dạ. Dạ anh ơi, giờ em bí rồi anh nói rồi gì? Dạ thưa quý vị, bây giờ tiếp lời em gái Mỹ Dung. Thưa quý vị, bên trái của chúng em là những cái gian hàng đó chúng ta mua, còn bên tay phải của chúng em là những gian hàng ẩm thực được chiêu đãi tinh thần quan hỷ của đạo hữu chúng ta. Thì bây giờ trước khi chúng ta đi vào văn nghệ, okay. Bây giờ trước khi đi vào văn nghệ, thưa quý vị, cái nhạc phẩm mà Moonflower quý vị nghe vừa qua đó là do tất cả các anh em ban nhạc của hai ban. Thứ nhất là ban nhạc của anh Hải Brock Braden ở dưới Virginia đã lên đây cúng dường cho chùa Vàng Âm Thanh và ba anh nhạc công. Và ban nhạc thứ hai là ban nhạc The Friend có anh Thiên Phước và anh Quốc Hưng. Nên một lần nữa để ủng hộ cho chương trình văn nghệ tối chiều nay, thưa quý vị, mời tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ban nhạc Modern Rock and The Friend. Hiền Cẩm và Hương sẽ gửi đến cho quý Phật tử một nhạc phẩm Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Mời quý vị chào hóa tay vinh dự dành cho Hành Trình Trên Đất Phù Sa với Nghi Mai. Chào hóa tay quý vị Thu Hiền, Liên Châu, Ngọc Cẩm. Xa ơi gần đã với quê,
đỏ cả gian, suối nguồn lòng mẹ dâng tràn đại dương, điều ru nước mắt mười phương, cõi lòng đổng mở tình thương cuồng trào. Có hay không anh? Hay quá hay. Dạ quý vị bỏ đũa xuống chút xíu, quý vị nghe hay lắm. Dạ ai cầm đũa thì nghe không hay. Dạ nếu mà cầm đũa nghe không hay bỏ đũa xuống nghe hay liền à. Dạ rồi, một lần nữa thú quý vị nhớ cha, mời quý vị cùng hướng về sân khấu, chào với tay vinh dự cho tiếng hát Duy Sơn. Lời nói đầu tiên cho xin gửi là chào đến tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong ngày hôm nay, lời chào trân trọng nhất ạ. Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha, nhớ những dấu yêu thờ nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90 cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những cơn mưa lạnh, giờ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng, bao rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên với biết bao ngày tháng bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha gian nan người đến. Cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, cho đời con vẫn nhớ. Những tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên với biết bao ngọt ngào bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây. Cha gian nan ngày đêm nuôi con lớn khôn. Của mẹ cho hai nữ ca sĩ thật duyên dáng, chị Thu Hiền và Ghi Mái. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, không vỗ tay là không hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hương nhỡ còn đây, tiếng chuông rung rồi, đường phố lặng thầm. Sài Gòn yêu ơi, hương nhỡ đầy vơi. Dạ, xin cho một tràng pháo tay thật lớn để đón hai nữ ca sĩ Nina và Veronica luôn. Chào đến quý Phật tử và quý cô chú anh chị. Tôi chúc sức khỏe và chúc cho quý anh chị có một ngày thật là vui. Chân chân đêm khi chiều nắng chưa vàng, ra thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sóng vui tươi mơ chân tôi nên ngời ngợi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tâm linh cứ chờ nơi dân sâu, núi xanh linh thang đón chân tiên trung thành. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười rộn rã trang hòa nơi cuộc say sưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, chẳng bao nghi ngờ. Một tình yêu mến khi lời hát cô ca, để lòng cơn nhớ bao ngày vắng. Livestream đó ai quay không trả tiền cũng được. Cái anh mà áo đen đen có bông trắng quay phải trả tiền nha. Dạ. À, tôi nhìn là tôi biết ai rồi. Nhưng mà phải double nữa nha anh. À, thưa quý vị, giờ đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một tiếng hát đầy nội lực mà Thiền viện Thanh Từ vừa mới phát hiện ra và mời về. Cái tiếng hát cất lên nó có cái âm hưởng gì đó của cổ cổ kính kính xưa xưa, tân tân thời thời. Rồi đôi khi cái giai điệu nữa làm cho cái người nghe phải để ý. Một tiếng hát có nội lực, có chép, có bát, có trầm, có bổng mà quý vị sẽ thưởng thức sau đây trong cái nhạc phẩm Mái Đình Làng Biển của nữ ca sĩ Ngọc Cẩm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ha. Dành cho Ngọc Cẩm thưa quý vị. Đây, nội lực. Ngọc Cẩm xin gửi đến các quý thầy, quý cô chú, anh chị Phật tử lời chúc sức khỏe. Thank you.
Bye.
ơi, cho thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Wow, rất là hay ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Kính thưa quý Phật tử, mỗi một con người đi qua cuộc đời mình sẽ có rất nhiều ôn thương và chúng ta cũng có rất nhiều ham muốn. Và chúng ta đã quên đi, lãng quên đi, có những lúc mình quên đi là mình đang còn cha và còn mẹ. Cho nên cũng nhân dịp lễ Vu Lan này thì chúng ta cũng nhắc lại cho chúng ta rằng là mình đang còn mẹ và còn cha thì hãy quý báu. Và để khi mà lỡ có mà cha mẹ mình không còn nữa thì mình không có còn nuối tiếc. Thì sau đây là một ca sĩ nam mà cũng là một người em của Christy sẽ gửi đến quý Phật tử một bài hát Xin Lỗi Mẹ. Và sau đây xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Thái Ngọc ạ, được không ạ? Tình không nghĩ tới vẫn làm con hiếu nghĩa đám chưa tròn. Mẹ buồn con có bao giờ con biết, con xin lỗi mẹ tha thứ cho con. Mẹ thương con đã hy sinh trọn kiếp, vạn niềm đau mẹ giấu kín trong lòng. Mẹ cười vui tuy đời không thuận ý, vì con mẹ nhường hơi ấm trao con. Mẹ đừng vội xa bỏ con, mẹ ơi yêu tình mẹ con biết sống sao đây. Trời phủ mây mong tôi đã ra ngoài và một tù đầy ướp từng hơi thở. Mong thôi mẹ rồi khổ có ai. Này con ơi, trần gian ai cũng thế, coi tạm thôi ai cũng phải đi về. Còn sống cho đến đời hãy nhớ nhé con. Đợi đợi
chắp tay lại Quán Thế Âm cho con sám hối bao lỗi lầm lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh dâng tôi giúp con thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời vùng phiên xa hoa, gieo bao đau khổ cho bao người ca cho ta. Lời dòng nung nấu tâm can để rồi đau khổ miên man, Phật thì thương xót cứu con thoát cơn trần luân. Lại Phật quang
Cần gánh con cho con gánh mẹ đồ non, đã lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con mang cánh ai cho con cánh cả tháng dài, cánh qua năm dòng những ngày đang cay. Cho con cánh cả đôi vai, vẫn có lặn lội sớm mai mai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao? Mẹ ơi, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau cưới gánh chính là con con. Cho con gánh cả đôi vai, hơn cỏ lặn lội xa già lá sắp ra cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao? Mẹ ơi sao biến ra sao, con sao gánh hết trong la một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông yếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con, để sau người gánh chính là con một góc hồn quê, giọt sương quê ngoài bồn bề tơ vương. Cục bầu cục bỉ mà thương, xót xa vàng đột lát tường cội nguồn. Và sau đây xin quý vị cho một tràng pháo tay để đón nữ ca sĩ Ái Ghim Ái, Nina Loan và ca sĩ Cẩm, một bài hát Một Thoáng Quê Hương. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thấy tâm hồn quê hương ở đâu anh ơi.
thay mặt cho ban tổ chức chúng em xin phép được cảm ơn tất cả quý Phật tử từ xa, xa gần của thành phố Philadelphia cũng như New Jersey đã vất tập về đây để ủng hộ cho chương trình Đại hội Mùa Lan Thắng Hội. Ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các quý vị trong dịp Tết. Các con cung mèo chúng ta cùng. Và cảm ơn ban nhạc Modern Rock cũng như cảm ơn ban nhạc The Fan. Cảm ơn anh Hải, anh Thanh, cảm ơn anh Bộ, anh Minh, anh Hiệp, anh Phước, anh Hức. Dạ. Yeah.